Vâng, xin kính chào quý vị. Tôi là Đình Cường, thuộc Bộ phận Phát triển Công nghệ của Công ty Truyền thông Tùng Việt. Và cùng với chị Hồng Minh và anh Quang Huy sẽ là người đồng hành và chia sẻ đến quý anh chị một giải pháp dành cho doanh nghiệp của mình. Và giải pháp chúng tôi mang đến ở đây chính là Digital Signage, giải pháp quản lý nội dung từ xa tại điểm bán dành cho showroom và hãng xe. Và ngay sau đây, không để làm mất thời gian của quý anh chị, tôi xin mời chị Hồng Minh sẽ bắt đầu chia sẻ giải pháp này. Xin kính chào các anh chị. Thì hôm nay tôi rất là vui có mặt trong cái buổi chia sẻ về giải pháp quản lý nội dung từ xa dành cho chính cho các anh chị tại điểm bán của showroom ô tô và xe máy. Thì tôi xin phép là được chia sẻ cái bài của mình. Dạ vâng. Thưa các anh chị, trước khi vào cái bài chia sẻ của mình thì tôi cũng giới thiệu một chút xíu là Tùng Việt là ai. Thưa các anh chị, thì chúng tôi công ty truyền thông Tùng Việt thì là nhà cung cấp tư vấn các cái giải pháp và các cái thiết bị công nghệ tương tác hiển thị hình ảnh uy tín và chất lượng Việt Nam. Tại Việt Nam chúng tôi đã có hơn 16 năm kinh nghiệm và thực hiện rất nhiều các cái dự án về giải pháp công nghệ như là về trong trong cái lĩnh vực như là bảo tàng, y tế, giáo dục, ngân hàng, bán lẻ bất động sản, nhà hàng, khách sạn và đặc biệt là cho các cái chuỗi cửa hàng showroom. Và chúng tôi được đánh giá cao về ý tưởng giải pháp, chất lượng cũng như là thực hiện về tiến độ về triển khai. Thì cùng với cái xu hướng từ năm 2019 trở lại đây thì các doanh nghiệp đang tìm hiểu về cách quản lý marketing tại điểm bán và cái việc cần thiết chúng ta phải chuyển đổi để giữ chân khách hàng, nâng cao thương hiệu và thúc đẩy doanh số, đặc biệt là tại các cái cửa hàng bán lẻ và các cái showroom ô tô xe máy. Thì là cái công ty đi đầu và phát triển cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này thì từ đầu những năm 2010 thì chúng tôi đã làm rồi. Thì chúng tôi hiểu được cái sự trăn trở của doanh nghiệp và mong muốn mang cái giải pháp tới từng doanh nghiệp để thay thế các công việc thủ công trước giờ. Cái xu hướng mà chúng ta bắt buộc phải chuyển đổi từ cái việc mà chúng ta sử dụng tờ rơi banner rồi các cái poster được in ấn, rồi chúng ta dịch chuyển dần sang là chúng ta đã sử dụng các cái tivi để chúng ta phát các nội dung quảng cáo, rồi chúng ta đã nâng lên và chúng ta đã sử dụng các cái màn hình chuyên dụng. Tuy nhiên nhiều nhiều cửa hàng, nhiều showroom mặc dù sử dụng những cái tivi đó nhưng chúng ta vẫn vẫn dùng cái hình thức là quản lý nội dung là tại điểm nào quản lý nội dung ở điểm đó. Mỗi lần chúng ta cần chuyển file để chúng ta quản lý thì chúng ta lại là đang dùng thủ công là chúng ta gắn những cái USB. Thì cái việc mà chúng ta sử dụng USB như vậy á thì vô tình là nó mang tới nhiều cái việc mà không đồng bộ và nơi này phát giờ này nơi khác phát giờ khác, thì cái sự nó không đồng bộ đó bắt buộc chúng ta sẽ cần có một cái sự thay đổi, đó là chúng ta sẽ là quản lý nội dung tập trung từ xa. Vậy quản lý nội dung tập xa quản lý nội dung từ xa là gì thì mời các anh chị xem theo dõi trong cái đoạn clip ngắn sau đây ạ. Thank you.
Dạ vâng, đó chính là qua clip đó thì các anh chị biết đó chính là cái giải pháp quản lý nội dung từ xa. Thì cái giải pháp quản lý nội dung từ xa đưa ra nhất là gì? Thì thưa các anh chị, cái giải pháp này là giúp doanh nghiệp của chúng ta là dễ dàng quản lý các nội dung cần truyền tải đến khách hàng hay là nhân viên để chúng ta nâng cao thương hiệu, thúc đẩy doanh số bán hàng, gắn kết khách hàng trung thành và xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Với đưa xe nít được cài đặt vào các thiết bị hiển thị như là TV, màn hình quảng cáo, giúp chia màn hình thành nhiều ô khác nhau. Mỗi ô có thể chiếu các cái chương trình khác nhau, như chúng ta có thể chiếu hình ảnh, chiếu video, tin tức, chạy chữ, thông báo các chương trình khuyến mãi, thời gian, thời tiết, và tất cả các nội dung đều được lập kế hoạch và cập nhật cho khách hàng một cách tức thời nhằm đảm bảo đúng đối tượng khách hàng, đúng cái thời gian và đúng mục tiêu ạ. Cái giải pháp quản lý nội dung này từ xa này sẽ nhằm quảng cáo sản phẩm, nâng cao thương hiệu, đồng thời cũng là cái phần nội dung mà chúng ta có thể dùng làm truyền thông nội bộ. Bởi vì ở đây có thể là giới thiệu được nhiều hình ảnh, các mẫu quảng cáo, các cái chương trình khuyến mãi, cái video như là TVC hay phóng sự trên cùng một màn hình TV hoặc là màn hình quảng cáo. Đây cũng là một cái giải pháp mà chúng ta dễ dàng lập kế hoạch để phát quảng cáo theo đúng đối tượng là nam hay là nữ, đúng thời điểm như là chiến dịch, mùa nào, buổi sáng, trưa, chiều, tối, và đúng được cái vị trí là các cái tỉnh thành, vùng miền một cách tức thời. Tại sao như vậy? Thì thưa các anh chị, là khi mà các cái sản phẩm của chúng ta, khi mà các cái các dòng xe chúng ta ra, thì ở cái khu vực miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam, thì mỗi một cái khu vực chúng ta có một cái chương trình khác nhau. Chúng ta có chương trình khuyến mãi khác nhau, và chúng ta ở khu vực thành thị hay là khu vực nông thôn, chúng ta cũng sẽ có những chiến dịch để chúng ta kích thích mua hàng. Thì mỗi một cái nơi, một cái vị trí như vậy, thì cái việc mà lập kế hoạch và phân vùng cho mỗi một cửa hàng, mỗi một showroom, thì chúng ta hoàn toàn là ngoài những cái nội dung mà chúng ta phát chung ra, thì chúng ta vẫn có thể là đưa những cái chiến dịch của mỗi địa phương để chúng ta áp dụng vào cái phần này ạ. Và cái việc giải pháp quản lý nội dung từ xa, nó sẽ quản lý và theo dõi được là điểm nào phát quảng cáo, điểm nào phát quảng cáo không chạy. Nếu như mà các anh chị mà đã quản lý một thời gian dài, chúng ta thấy rằng là mặc dù mà khi mà chúng ta sử dụng những cái biện pháp mà sử dụng thủ công trước giờ đấy, là việc gắn chữ đi vào các cái màn hình, thì khi mà các anh chị có một cái chiến dịch nào đó thì các anh chị chuyển cái nội dung đó qua email cho các cái showroom của mình, thì khi đó là các cái showroom của các anh chị trong cái chuỗi đó thì sẽ load cái down những cái nội dung đó về và gắn chữ đi lên, và các anh chị sẽ nhận được báo cáo cửa hàng A hôm nay có phát từ lúc này đến lúc này. Thì cái việc mà chúng ta chỉ nhận báo cáo thôi, hoặc là đôi khi chúng ta xuống kiểm tra đột xuất, vậy thì cũng chỉ là lâu lâu thôi. Nhưng mà việc chúng ta áp dụng cái giải pháp quản lý nội dung từ xa đây, thì chúng ta quản lý được hoàn toàn và theo dõi được hoàn toàn là điểm nào chúng ta phát quảng cáo, và điểm nào phát từ giờ nào đến giờ nào, và điểm nào không phát quảng cáo. Thì những cái nội dung này là chúng ta hoàn toàn là kiểm soát được. Và đồng thời giải pháp của chúng ta cũng dễ dàng là hiển thị các cái đoạn tách thông báo, các cái tin nhắn khẩn cấp từ khách hàng một cách tức thời. Rồi chúng ta có thể là giới thiệu bảng giá, dịch vụ, sản phẩm, cập nhật dữ liệu tức thời từ trung tâm mà khi chúng ta có thay đổi, và thay đổi lập tức trong ngày hay là thay đổi ngay lập tức, thì bất cứ một cái lúc nào chúng ta chỉ khoảng mấy phút thôi, và chúng ta có thể là ngay lập tức là chúng ta có thể là kiểm soát được cái phần này. Cái việc mà chúng ta cập nhật tin tức từ các cái trang chuyên ngành và bổ sung giá trị gia tăng cho khách hàng cũng là một cái giải pháp nổi bật của cái quản lý nội dung từ xa. Và cái giải pháp quản lý nội dung này từ xa cũng cho phép là phát trực tiếp các cái chương trình event, các cái chương trình ra mắt sản phẩm xuống tất cả các hệ thống con lắp đặt màn hình cho tất cả khách hàng không tham dự được chúng ta có thể xem. Và cũng chắc chắn rồi, cái việc mà thể hiện hình ảnh hay là video sinh động, hấp dẫn và chuyên nghiệp, rồi màu sắc chắc chắn rằng là sẽ là nhất quán và trực quan, không thay đổi theo thời gian, đồng bộ tất cả các cái cửa hàng của chúng ta trong cái chuỗi của mình. Vậy thì cái lợi ích của quản lý nội dung từ xa mang lại cho showroom xe của chúng ta là gì? Thưa các chị, với cái lợi ích đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ, đó là ảnh hưởng đến quyết định mua hàng của khách hàng. Và đã quyết định mua hàng như vậy thì cái việc là tăng doanh thu là chắc chắn ạ. Đồng thời là tăng sự gắn kết, tham gia của khách hàng bằng những việc mà chúng ta đưa các cái gói khuyến mãi đặc biệt hay là các cái custom mã giảm giá, rồi tăng lượng khách hàng đến tham quan gian hàng, tăng nhận thức thương hiệu, tăng mối quan hệ của khách hàng với những cái thông tin mà họ được cập nhật đó, rồi quảng bá thương hiệu một cách rất là nhất quán. Một cái lợi ích nữa đó là tăng sự gắn kết trung thành, bởi cung cấp những cái trải nghiệm cho khách hàng duy nhất, mà điều đó làm cho mọi người muốn quay trở lại để trải nghiệm cái dịch vụ của quý anh chị.
nâng cao cái dịch vụ khách hàng cho người xem bởi những cái thông tin mà liên quan mà khi họ cần, và có thể là giảm bớt được cái đối thủ cạnh tranh của các cái showroom của bạn bằng cái việc mà thiết lập các cái nội dung của chúng ta mang tới cái sự khác biệt so với đám đông, và đồng thời chắc chắn rồi là nâng cao cái thẩm mỹ cho cơ sở vật chất của các anh chị và tạo ra một cái dịch vụ là hấp dẫn hơn. Thì đó là một vài các cái lợi ích mà chúng tôi muốn chia sẻ. Vậy thì giải pháp mà quản lý nội dung từ xa này chúng ta có thể sử dụng ở đâu? Thưa các anh chị, thì chúng ta có thể là sử dụng tại khu vực chờ. Thì cái khu vực chờ này thì chúng ta có thể sử dụng những cái màn hình lớn. Ngoài TV ra, chúng ta có thể là sử dụng màn hình ghép, hay là màn hình LED, hay là màn hình TV thông thường. Thì cái khu vực chờ đợi này chính là cái khu vực mà của lễ tân hay là của bất kỳ một cái showroom ô tô nào thường là trung tâm, và cũng là nơi mà chúng ta bắt đầu trải nghiệm của khách hàng. Vì vậy thì anh chị hãy làm cho nó thật là nổi bật bởi các cái mảng tường video thật là tuyệt đẹp, với cái nội dung hấp dẫn để tạo lên một cái giai điệu và kỳ vọng về một cái cửa hàng đẳng cấp. Cho dù là cái việc mà cửa hàng của mình là phục vụ hàng năm, tức là chúng ta là từ năm này qua năm khác, nhưng cái nội dung của chúng ta thì lúc nào cũng là đa dạng. Nên là cái việc mà chúng ta là đưa ra những cái mô hình, những cái nội dung ở đây là phải là nổi bật và thu hút. Và một cái gợi ý nữa của chúng tôi đó là khuyến khích khách hàng chạy thử bằng gì? Chính là bằng những cái màn hình này ạ. Không khác gì, tức là cái điều này là sao ạ? Những cái màn hình có sẵn này chúng ta có thể là kết hợp với một cái công nghệ tương tác Kinect. Thì ở đây là một cái công nghệ tương tác có thể là cho khách hàng trải nghiệm luôn, và chúng ta có thể là khách hàng của chúng ta có thể là lái xe thử ở trên cái công nghệ tương tác này. Thì khi mà khách hàng chúng ta có thể là giống như là đang trải nghiệm một cái, đang bước đi trên một cái, lái xe trên một con đường ven biển, và lái xe và cơ hội sở hữu cái chiếc xe này như thế nào, thì họ cảm thấy rất là thích thú. Và chúng ta sử dụng ở đâu nữa? Chúng ta có thể là sử dụng màn hình kết hợp với cả giải pháp mà quản lý nội dung này từ xa này tại khu vực là hiển thị cái khu vực về dịch vụ và bảo trì. Thì cái việc mà hiển thị cái thời gian chờ hoặc là xếp hàng cho biết là phương tiện của khách hàng đang ở cái giai đoạn bảo dưỡng nào và cái thời gian dự kiến như thế nào, thì nhân viên dịch vụ có thể là sử dụng các cái màn hình cụ thể ở trong cái khu vực bảo trì của họ để tương tác. Và khi giải thích các cái quy trình khác nhau thì cái hình ảnh và những cái quy trình đó thì sẽ giúp khách hàng hiểu rõ hơn đối với từng cái thủ tục mà khách hàng cần thiết chúng ta chờ đợi, khách hàng chờ đợi. Và khi mà khách hàng nhận được cái thông báo và họ cảm thấy rằng là thoải mái và họ sẵn sàng chúng họ chờ đợi thì và họ có cảm giác là được thư giãn, như vậy thì cái màn hình của chúng ta sẽ cung cấp cái thông tin cập nhật theo thời gian thực về cái tiến độ xe mà đang bảo trì bảo dưỡng cho khách hàng. Và việc cái cung cấp cái thông tin cho khách hàng sẽ làm giảm cái thời gian chờ đợi của khách và tăng sự hài lòng. Và ở cái vị trí này thì ngoài cái cung cấp thông tin cho khách hàng thì chúng ta có thể là chiếu các cái video, các cái đoạn video clip mà về giải trí cho khách có thể là xem để khách hàng cảm thấy là cái thời gian nó không bị kéo dài. Và đồng thời là các cái sản phẩm về giá trị gia tăng đi kèm sẽ được trình chiếu tại đây để kích thích cái việc mua hàng. Và một cái vị trí nữa mà chúng tôi muốn gợi ý tới các anh chị, dạ vâng, đó chính là cái khu vực trưng bày xe. Cái màn hình đặt ở đây sẽ thu hút cái sự chú ý và nâng cao cái hiểu biết của khách hàng thông qua cái nội dung kỹ thuật số một cách sống động và tạo lên thu hút thông qua việc trưng bày các cái sản phẩm, đặc biệt là trong khi khách hàng tiềm năng của bạn đang ở trong cái showroom này. Thì cái màn hình mà chúng tôi muốn gợi ý đó chính là cái màn hình tương tác, màn hình chạm ấy, hay còn gọi là màn hình cảm ứng. Thì có thể là kết hợp cùng với cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này sẽ làm cho cái việc bán hàng ở trong cái showroom của bạn trở nên rất là dễ dàng. Và có những khách hàng mà họ lại không thích cái cách tiếp cận truyền thống mà họ muốn tự mình tìm hiểu về xe, các cái mẫu quảng cáo, các cái mẫu của mẫu xe như thế nào, rồi là các cái màu sắc ra sao, thì họ có thể là tương tác trên cái màn hình này. Và những cái mini game mình có thể là hiển thị ở đây, ở tại cái màn hình tương tác này, ví dụ như là khách hàng có thể tự chế tạo cho mình một cái chiếc xe mơ ước và sẽ trông nó như thế nào, và họ sẽ tự đắp ráp những cái xe như vậy, thì tạo ra một cái sự thích thú cho khách hàng, và qua đó mình có thể là thăm dò cái thị hiếu của khách hàng như thế nào. Một cái vị trí nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta áp dụng cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này với cái màn hình
có sẵn như của anh chị vào tại cái quầy dịch vụ khách hàng tối ưu. Tại sao gọi là quầy dịch vụ khách hàng tối ưu? Thì sau khi khách hàng của chúng ta đã mua sản phẩm, đã quyết định chọn cái xe đó, thì các bạn hãy hãy để cho khách hàng cảm thấy rằng là họ được vinh danh. Tức là khi đó là những cái lời chúc hay là những cái lời gửi gắm của các bạn gửi tới khách hàng của mình, hay những cái lời chúc mừng thì sẽ được thể hiện ngay lập tức ở trên những cái màn hình của chúng ta có sẵn tại đây. Vâng, đây là chiếc ô tô mới của bạn, đây chính là cái xe máy mới của bạn. Thì cảm ơn bạn đã ủng hộ chúng tôi và chúc bạn một lái xe một cách là thoải mái nhất và cảm thấy hạnh phúc nhất, thêm một cái thành viên nữa cho gia đình mình. Chúng tôi ví dụ như vậy, là những cái lời chúc, những cái lời nhắn nhủ như vậy. Và đồng thời chắc chắn rồi, khách hàng của chúng ta sẽ không ngần ngại và rút điện thoại ra, có thể là chụp selfie với cả những cái màn hình của chúng ta như vậy. Thì đồng thời là cái việc mà chúng ta họ làm như vậy, thì đồng thời là với cái việc mà nâng cao lên cái hình ảnh của thương hiệu của cái showroom của chúng ta, và lan truyền sẽ được những cái người thân quen của khách hàng, chính khách hàng của chúng ta như vậy. Đồng thời nữa là trên những cái màn hình ở đây, đó chính là chúng ta sẽ sử dụng tại chương trình khách hàng thân thiết, cũng là tại trong cái khu vực chờ đợi này. Một phần khác nữa, chúng ta có thể là hiển thị trên đây, đó là các cái câu đố về hành trình của khách hàng, có thể giúp các thương hiệu của bạn nổi bật hơn so với đối thủ cạnh tranh. Chúng ta có thể sử dụng chính những cái màn hình mà có sử dụng giải pháp quản lý nội dung từ xa này để khách hàng có thể là quét mã QR code để gửi tin nhắn một cách cá nhân hóa tới cái khách hàng của mình, để khách hàng cũng có thể là chia sẻ trên cảm xúc trên mạng xã hội. Rồi cũng từ QR code này chúng ta có thể là gì? Mời khách hàng hãy tải ứng dụng xuống để có cơ hội giành được cái nguyên liệu miễn phí hay là những cái dịch vụ bảo trì bảo hành miễn phí nữa. Và chúng ta hãy tổ chức cái ngày trải nghiệm cho những khách hàng VIP của mình, mang đến cho họ những cái trải nghiệm khó quên để tiếp tục khách hàng của chúng ta sẽ quay lại mua cái thương hiệu của chúng ta, quay trở lại cái showroom của chúng ta trong nhiều năm tới nữa. Và sử dụng tại đâu nữa? Những cái màn hình chắc chắn rồi, những cái màn hình mà chúng ta đặt tại trong các cái phòng của nhân viên chúng ta, hay đây chúng ta gọi là truyền thông nội bộ cho nhân viên. Thì ở đây chúng ta sẽ luôn luôn cập nhật cho nhân viên kinh doanh của chúng ta những cái thông tin mới nhất cho phòng sale, và những cái sản phẩm mới sẽ ra mắt trong tuần, rồi những cái ưu đãi liên quan, thì chúng ta trang bị cái vũ khí cho cái người bán hàng của mình. Thì cái việc mà người bán hàng mà tiếp cận với khách hàng của chúng ta và giải thích cho chúng ta, cho khách hàng của chúng ta, thì đó cũng là một cái phần mà chúng tôi thấy rất là cần thiết. Và cũng trên màn hình đó, tại sao chúng ta cũng không nâng cao những cái phần doanh số cho cả bên cái nội bộ của chúng ta, tức là chúng ta sẽ công nhận cho những bạn, chúc mừng với những bạn mà có doanh số bán hàng cao nhất. Hay là màn hình này chúng ta có thể sử dụng làm gì? Dạ vâng, đó là chúng ta có thể sử dụng như là chúc mừng sinh nhật. Thì cái việc mà những cái nhân viên của chúng ta mà cảm thấy là gắn bó, và gắn bó với công ty, gắn bó với cả showroom của chúng ta, nó sẽ ngày càng là nhiều lên ạ. Vậy thì màn hình nào có thể sử dụng được cái giải pháp Real Signage cho các cái showroom của mình? Thì ở đây chúng tôi có gợi ý một số các cái màn hình. Thứ nhất là cái giải pháp quản lý nội dung từ xa này thì hỗ trợ trình chiếu trên rất nhiều kích thước các màn hình khác nhau, từ 15 inch đến 200 inch, và hỗ trợ tất cả các độ phân giải, hỗ trợ các màn hình về từ LCD, màn hình LED hay là các màn hình ghép video wall, chúng ta đều sử dụng được cái giải pháp này các anh chị ạ. Cái công việc đầu tiên, cái màn hình đầu tiên chúng tôi cũng muốn nhấn mạnh, đó là chúng ta có thể là sử dụng cái phần mềm này cùng với cả cái màn hình TV có sẵn. Dạ vâng, chắc chắn rằng là các cái cửa hàng showroom của chúng ta đã có sẵn cái màn hình rồi, thì chúng ta chỉ việc là mua thêm cái thiết bị Android Box này thôi, chúng ta gắn với cả cái màn hình TV này, thì ngay lập tức thì chúng ta sẽ biến thành những cái TV của sẵn của anh chị thành một màn hình quảng cáo chuyên dụng. Và việc sử dụng cái phần mềm này là chúng ta sẽ hoàn toàn là kiểm soát được cái việc quản trị nội dung từ xa cho tất cả các cái showroom trong cái chuỗi của mình. Rồi cái màn hình nữa mà chúng tôi cũng muốn chia sẻ, đó là chúng ta có thể sử dụng trên các cái dòng màn hình quảng cáo chân đứng. Hiện tại thì cái dòng màn hình này chúng tôi được khách hàng của chúng tôi rất là yêu chuộng và sử dụng. Rồi các cái dòng màn hình quảng cáo chân đứng như là dòng giống như những cái standee, những cái poster ạ. Dạ. Rồi các dòng màn hình quảng cáo chân đứng, chúng tôi hay gọi nó là màn hình di động, tức là anh chị có thể là di chuyển khắp nơi ở trong cái showroom của mình một cách là linh hoạt nhất. Rồi các dòng màn hình hai mặt,
Kích thước cũng rất là đa dạng từ 43 inch trở lên, và các dòng màn hình hai mặt này, Tùng Việt cũng là công ty gọi là đi đầu trong cái việc là cung cấp cái dòng hai mặt này ở ngoài trời các anh chị ạ. Dạ. Rồi các cái dòng mà tôi nghĩ rằng là cái dòng màn hình mà chúng ta đặt là có thể đặt được cái bờ xua trong đây hay các clip led ở đây cũng là một cái gợi ý thú vị cho các anh chị. Thì ngoài cái việc mà chúng ta đặt màn hình để quản lý nội dung quảng cáo thì các cái những cái tờ rơi, những cái clip led thì chúng ta cũng thể là gắn thêm ở đây nữa nếu như khách hàng là muốn mang về để xem, thì đây cũng là một cái gợi ý ạ. Dạ vâng, thì như vừa nãy tôi chia sẻ thì các cái dòng màn hình ngoài trời chúng ta cũng hoàn toàn là tích hợp được cái giải pháp mà quản lý nội dung từ xa lên các cái dòng màn hình này. Rồi các dòng màn hình quảng cáo dạng treo như là các dòng màn hình thông thường, và dòng này chúng tôi cũng bán rất là chạy cho các cái showroom. Rồi chúng ta có thể sử dụng cái màn hình thả trần hai mặt, màn hình thả trần, rồi màn hình chúng ta trong suốt, cái dạng trong suốt nữa là chúng tôi cũng cung cấp. Rồi tùy theo các cái vị trí chúng ta đặt thì có những cái màn hình quảng cáo bất quy tắc, màn hình quảng cáo dài chúng ta cũng thể đặt một số nơi đặc biệt. Rồi các dòng màn hình ghép, các anh chị có thể đặt các dòng màn hình ghép này ở những cái vị trí mà chúng ta có cái bức tường rộng ấy ạ. Chúng ta có thể đặt đây thì chúng ta có cái dòng màn hình ghép nghệ thuật, màn hình ghép thông thường, rồi các dòng màn hình ghép cong để khách hàng của chúng ta là trải nghiệm. Rồi các dòng màn hình led thì màn hình led trong nhà hay là ngoài trời chúng ta đều có thể là tích hợp được cái giải pháp quản lý nội dung từ xa lên các cái màn hình này. Rồi các màn hình ghép led cong thì ở đây thì các anh chị chúng tôi cũng gợi ý thêm là chúng ta nếu như mà trong cái showroom của chúng ta mà có các cái vị trí mà có cái cột đấy mà chúng ta có thể là giải quyết những cái góc này thì chúng ta hoàn toàn sử dụng các cái dòng màn hình led cong tại đây. Rồi các màn hình cảm ứng, ở đây chúng tôi cũng chia ra là các dòng về theo cái nhận biết về màn hình quảng cảm ứng về chân trụ, hay là các dòng mà cảm ứng chân chữ Z, hay là các cái bàn cảm ứng mà khi mà sau khi mà khách hàng của chúng ta đã chọn xe xong rồi và chúng ta cần ký kết hợp đồng để đặt cọc một khoản nào đó thì ở đây các cái bàn cảm ứng ở đây chúng ta vừa làm việc và có thể là cho khách hàng tìm hiểu thêm các loại xe nữa. Thì đây là các cái thiết bị các trong các cái dòng và chúng tôi đã giới thiệu, và thêm một cái dòng nữa đó là dòng màn hình cảm ứng nhỏ. Ở đây các anh chị có thể đặt trên các cái bàn lễ tân, các cái quầy thu ngân ấy, rồi ở khu trưng bày xe thì đây có thể là đặt những cái dòng màn hình cảm ứng mini nhỏ này đặt trên đó. Rồi ở đây chúng tôi cũng chia sẻ một vài các cái template mà chúng ta có thể là thể hiện ở trên các cái màn hình của mình. Đây là các cái hãng xe mà chúng tôi muốn chia sẻ với anh chị. Dạ vâng, đây là các cái template mà chúng ta có thể là chia để làm. Thì cụ thể là các cái template này như thế nào và cái cách mà chúng ta sẽ đưa lên như thế nào thì chúng tôi sẽ chia sẻ vào phần thứ sau. Thì đây là cái sơ đồ về hoạt động và chúng tôi cũng muốn chia sẻ với các anh chị. Thì thưa các anh chị, thì có cái việc mà hoạt động thì nó rất là đơn giản. Đó là chúng ta chỉ cần là có cái máy tính, một máy tính ở trụ sở, và chúng ta sẽ kết nối với cả các cái màn hình chuyên dụng hay là kết nối với các TV mà có gắn với cái Android box ạ. Thì mỗi một cái Android box này sẽ gắn với một cái TV. Thì cái việc mà chúng ta chỉ việc ngồi một chỗ để quản lý toàn bộ những cái màn hình này thông qua Internet, thì Internet ở đây chúng ta chỉ là có thể là sử dụng Internet, chúng ta có thể sử dụng Wi-Fi hay sử dụng mạng LAN hay là 3G, 4G ở đây đều được anh chị ha. Thì tất cả các cái vị trí khắp 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 nơi ở trong cái chuỗi của anh chị từ Nam ra Bắc thì chúng ta cũng chỉ cần ngồi một chỗ thôi để quản trị toàn bộ nội dung khác nhau ở đây. Dạ vâng, đây là cái sơ đồ khá là đơn giản đúng không ạ? Dạ vâng, thì bây giờ không để mất thời gian thêm nữa thì ở đây chúng tôi sẽ có cái phần trải nghiệm thực tế cái giải pháp điều xe nít này với TV sẵn có như thế nào. Thì phần tiếp theo đây sẽ có bạn Cường của chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp với anh chị ạ. Dạ vâng, mời Cường ạ. Rất là rõ ràng, sâu sắc, chứng minh. Và thưa anh chị thì các anh chị đã nghe rồi đúng không ạ? Lợi ích và giải pháp quản lý nội dung từ xa showroom của mình. Và thưa các anh chị, thì nếu như chia sẻ thật lòng của tôi nhé, nếu như hiện nay mà các cửa hàng ô tô xe máy của anh chị đang dùng tờ rơi, poster hay là banner in ấn ấy, bỏ hết đi các anh chị ạ. Hay là cửa hàng của anh chị đã có sẵn cái là TV, muốn thay đổi công việc thủ công, trước đây là phải cắm USB.
Cường ơi chị sao đi chút xíu, hình như cái âm thanh nghe được không rõ lắm. Em thử nói lại được không ạ? À, không biết giờ chị nghe rõ hơn chưa? À, hình như nó bị, chị nghe thấy hơi có tiếng gió đó. Em thử kiểm tra lại xem xung quanh coi. Hiện tại không biết mình nghe âm thanh rõ hơn chưa nhỉ chị nhỉ? Ok được. Vâng, thì em chia sẻ lại các anh chị nhé, em chia sẻ thật lòng luôn. Nếu như hiện nay mà cửa hàng ô tô xe máy của anh chị đang dùng những cái tờ rơi, những cái poster hay là banner in ấn ấy, thì em khuyên các anh chị là hãy bỏ hết đi. Và hoặc là cửa hàng của anh chị mà đã có sẵn TV này, muốn thay đổi những công việc thủ công trước đây là phải cắm USB tới từng màn hình, tới từng cái cửa hàng, rồi lại từng cái chi nhánh nữa. Thì ngày hôm nay chúng tôi đã có cái giải pháp khác cho doanh nghiệp của anh chị. Và tôi nhắc lại một lần nữa, đó chính là Digital Signage, phần mềm quản lý nội dung từ xa. Và thưa quý anh chị ạ, 4.0 rồi, chúng ta phải công nghệ lên, phải chuyển đổi số lên. Hãy thay thế các giải pháp thủ công nó bằng công nghệ. Và chỉ cần ngồi một chỗ thôi, click chuột một phát là nội dung nó sẽ tự động gửi tới tất cả các màn hình TV có sẵn ở các cửa hàng của các đại lý của doanh nghiệp của anh chị. Vậy thì chúng ta cần gì? Và ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ những công cụ mà chúng ta cần để có thể hoạt động cho cái giải pháp quản lý từ xa 4.0 này hoạt động được. Và như các anh chị có thể thấy trên màn hình thì chúng ta cần có thứ nhất một cái TV để hiện nội dung đúng không ạ? Thứ hai đó là một bộ Android Box dùng để kết nối phát nội dung. Và tiếp theo là chúng ta cần một cái sợi dây tín hiệu. Ở đây tôi dùng là dây HDMI để kết nối bộ Android Box này đến cái TV. Và ngoài ra các anh chị còn cần gì nữa? Đó chính là cần đường truyền. Một đường truyền Internet tại địa điểm đặt TV, có thể như là Wi-Fi, có thể như là mạng LAN, có thể như 3G, 4G và một cái máy tính văn phòng cơ bản để có thể xây dựng cái nội dung quảng cáo. Vậy là chúng ta đã chuẩn bị xong. Vậy thì các anh chị có thể xem với tôi là cái cách kết nối cái thiết bị này như thế nào nhỉ? Thì đơn giản chỉ là cắm nguồn cho Android Box, cắm nguồn cho TV, kết nối Android Box với TV. Và đặc biệt các anh chị hãy nhớ Android Box phải cải sẵn phần mềm Digital Signage do công ty Tùng Việt cung cấp. Và với cái giải pháp vậy là chúng ta đã kết nối xong. Và với cái giải pháp dễ dàng chia màn hình thành nhiều ô khác nhau để truyền tải nội dung, dễ dàng quản lý nội dung từng màn hình, update nhanh chóng các mẫu xe, thì cái chính sách của đại lý dành riêng cho khách hàng của mình vâng, truyền tải nội dung một cách nhanh chóng nữa, tôi tóm gọi là truyền tải nội dung một cách nhanh chóng, thì những cái việc đó thì trước đây ấy, màn hình TV cắm USB khó có thể làm được. Và ngay sau đây tôi sẽ chia sẻ cho anh chị, hướng dẫn cho anh chị cái cách làm sao để có thể tạo một nội dung ngay trên phần mềm Digital Signage do công ty Tùng Việt cung cấp. Vâng, các anh chị có thấy màn hình tôi đã chia sẻ ở đây không ạ? Đây là một cái layout chính để chúng ta có thể tạo một cái nội dung, tạo một cái content mới cho cái để gửi xuống các đại lý của chúng ta. Thì cực kỳ đơn giản nữa, tôi sẽ tìm vào đây một cái khung, một cái layout có sẵn để chúng ta có thể biết được những cái vị trí nào là chúng ta đặt video, vị trí nào chúng ta đặt hình ảnh. Vâng, rất là đơn giản. Thì ở đây chúng tôi sẽ để một cái bảng giá đi. Các anh chị có thể thấy chúng ta chỉ cần là insert hình ảnh, kéo và thả, căn chỉnh làm sao cho nó vừa cái khung đã được, đúng không ạ? Tiếp theo tôi sẽ tìm một cái hình ảnh khác. Một chiếc xe, gọi là một chiếc xe mơ ước, một chiếc xe đáng mơ ước của tôi. Vẫn đang tiếp tục mơ ước. Và anh chị thấy thì rất là đơn giản, rất là dễ dàng đúng không ạ? Đặt vào vị trí, kéo và thả. Gì nữa nhỉ?
mình tìm một cái, các anh chị có thể thấy tất cả những cái hình ảnh tôi kiểm tra ở đây, hình ảnh tôi xem ở đây ấy, thì chúng ta đều có những cái chế độ gọi là chế độ xem trước để biết được là chúng ta nên chọn cái hình nào. Đây, for explorer limited lại là một ước mơ của tôi. Lại kéo và thả. Rồi đến với khu vực này thì hình slideshow. Hình slideshow là gì? Hình slideshow thì chúng ta hãy chọn những cái hình để nó tự động chuyển hình, có thể tự động chuyển hình qua lại, và chúng ta có thể cài đặt thời gian cho những cái hình này ở khu vực này, trend time, khu vực trend time đấy ạ. Thì tôi hiện tại đang để ở đây là 10 giây. Rồi tiếp theo một nội dung nữa, chúng ta hãy cho một chiếc video đi. Ok, một cái video sẽ là trung tâm của tất cả những cái nội dung. Tại vì các anh chị hãy hiểu, hãy nhớ cho tôi một điều là tất cả những cái hình ảnh động nó sẽ luôn luôn thu hút hơn nhiều so với những hình ảnh tĩnh. Ở dưới đây thì tôi sẽ chọn cái thông báo. Tôi sẽ... Đây là một cái thông báo để chạy chữ. Thì tôi đã có một cái thông báo có sẵn ở đây. For Việt Nam phân phối và mức giá hấp dẫn dành cho khách hàng. Rồi các anh chị ở đây có thể chọn được phông này, chọn được kích thước này, chọn được màu sắc chữ này, chọn được kích cỡ in đậm này, và chọn được tốc độ chạy của hình ảnh này, tốc độ chạy của dòng chữ này này. Và vẫn rất là đơn giản đúng không ạ? Chúng ta lại kéo và thả, đặt nó vào vị trí. Các anh chị thấy còn thiếu gì nữa không ạ? Còn thiếu một cái điểm nhấn nho nhỏ. Làm sao để chúng ta biết được đây là hãng xe nào? Vâng, cho thêm một cái logo của hãng xe Ford, một đối tác đã sử dụng sản phẩm công ty Tùng Việt từ rất lâu rồi, một đối tác rất là bền vững. Chúng ta đặt logo Ford ở đây và đã xong. Vậy thì bây giờ chúng ta có thể đưa nội dung này tới cái đại lý của mình như thế nào? Các anh chị cùng tôi để theo dõi tiếp nhé. Đặt lưu nó lại. Và tiếp theo chúng ta sẽ có một cái bảng thông báo top 6. Cái nội dung này chúng ta chọn cái thiết bị đặt tại đại lý, như tôi ở đây đang chọn đó là showroom, cái showroom tại Hồ Chí Minh. Ok và complete approve this content. Vậy là đã xong rồi đúng không ạ? Các anh chị có thể thấy cái dòng tiến trình, cái dòng process ở đây nó đang chạy và rất nhanh thôi ạ. Chỉ khoảng vài giây thôi thì nó sẽ tự động update tất cả cái nội dung này đến với cái thiết bị đang đặt ở showroom của mình. Và các anh chị có thể cùng tôi xem trực tiếp thử xem một thiết bị hiện tại tôi đang đặt ở công ty thì nó sẽ update đến như thế nào nhé. Rồi đây là một cái màn hình hiện tại đang đặt ở công ty. Tôi thì đang ở nhà, đang rất là tuân thủ chỉ thị 16 của Thủ tướng. Thì các anh chị có thể thấy và đã lên rồi đúng không ạ? Những cái video lúc nãy tôi đã làm, những cái hình ảnh lúc nãy tôi vừa làm xong, bụp, vài giây thôi và nó có thể hiện lên trên này. Rất là đơn giản, rất là dễ dàng đúng không anh chị? Vậy thì quay lại trả lời câu hỏi, sử dụng phần mềm này có khó không? Thực sự rất là dễ. Và
Như vừa rồi tôi đã chia sẻ với anh chị cái cách để có thể kết nối những cái công cụ chúng ta cần và làm sao để có thể tạo được một nội dung, thì ngay sau đây tôi sẽ nhường lời lại cho chị Hồng Minh để có thể chị có thể chia sẻ thêm những cái case study, những cái khách hàng thực tế mà công ty Tùng Việt đã và đang làm. Kính mời chị ạ. Rồi, cảm ơn bạn Cường. Thì ở đây sau đây thì tôi cũng chia sẻ một chút thôi, tôi xin một chút thời gian nữa thôi. Thì đây là cái những khách hàng mà luôn tin tưởng và tin dùng Tùng Việt trong suốt cái thời gian vừa qua, đó là những cái khách hàng lớn. Còn những cái khách hàng mà cụ thể về cái case tế mà chúng tôi đã làm, thực hiện về cái sử dụng cái giải pháp quản lý nội dung từ xa tới các cái màn hình, tới các một chuỗi các cái showroom của các hàng chúng tôi, đó là tôi phải nhắc tới, đó là Toyota đã sử dụng cái dòng màn hình chân đứng quảng cáo hai mặt để đặt tại cái showroom. Rồi cái khách hàng nữa cũng rất là lâu năm, đó là Lexus, cũng sử dụng màn hình chân đứng để đặt tại showroom để giới thiệu các cái đưa các cái mẫu quảng cáo của mình thường xuống tới cho khách hàng. Và một khách hàng nữa đó chính là Ford, cũng sử dụng các cái dòng màn hình của chúng tôi để đặt tại một loạt trong các cái showroom. Và một cái khách hàng chúng tôi cũng không quên nhắc tới, đó là cái hệ thống Honda của Phát Tiến, đó là sử dụng cũng một loạt các cái dòng màn hình, vừa dòng màn hình chân đứng, vừa dòng hình treo tường, rồi các dòng màn hình hai mặt cũng đặt một loạt tại các cái showroom của mình. Rồi một khách hàng nữa mà chúng tôi cũng muốn nhắc tới và gửi lời cảm ơn, đó chính là các cái chuỗi Honda của công ty Hoàng Việt, cũng một loạt luôn tại các ngoài Hồ Chí Minh, là tại các tỉnh, và cũng sử dụng cái hệ thống quản trị nội dung từ xa để quản trị đội quản lý các cái màn hình của mình. Dạ vâng, thưa các anh chị, thì tại sao mà chúng tôi luôn được khách hàng của chúng tôi tin dùng? Thì thay cho cái lời kết thì tôi cũng muốn chia sẻ một chút xíu. Thứ nhất là công ty tôi là công ty về chuyên ngành và là đơn vị đi đầu các cái trong cái công nghệ tương tác và hiển thị tại Việt Nam, và chúng tôi luôn tạo và cập nhật xu hướng mới nhất trên thế giới để đưa về. Với cái kinh nghiệm hơn 16 năm trong ngành thì chúng tôi hiểu được cái nhu cầu của khách hàng để chúng tôi đưa ra những cái tư vấn và đưa ra các cái sản phẩm phù hợp nhất, và các sản phẩm của chúng tôi đều là cái sản phẩm chất lượng cao và kết hợp cùng các cái hãng nổi tiếng trên thế giới. Và kinh nghiệm thi công của chúng tôi là thi công rất là nhiều công trình lớn nhỏ trong cả nước, và năng lực của chúng tôi đã được khẳng định qua các dự án mà chúng tôi đã thực hiện. Và ngoài ra thì cái việc mà chăm sóc khách hàng chu đáo trước và sau bán hàng chúng tôi đều quan trọng như nhau, nên là chúng tôi luôn có cái đội ngũ mà kỹ thuật để trực hỗ trợ 24/7 luôn, kể cả ngày nghỉ thứ bảy chủ nhật các chị ạ, nên là sẵn sàng và tới tận nơi để có sự xử lý sự cố nếu mà có, và chúng tôi hỗ trợ trong suốt quá trình sử dụng, chứ không phải là hết bảo hành rồi chúng tôi là hết trách nhiệm. Không, chúng tôi là đồng hành cùng với khách hàng trong suốt quá trình sử dụng. Và cái đội ngũ kỹ thuật của chúng tôi là một đội ngũ kỹ thuật, chúng tôi tự hào là có một đội ngũ kỹ thuật là tay nghề cao và một đội ngũ kỹ thuật lành nghề. Ngoài nhiệm vụ là các bạn là làm các cái công việc của công ty, bảo hành, bảo trì, bảo dưỡng cho và lắp đặt các cái sản phẩm của công ty, thì chúng tôi cũng chia sẻ thật sự là chúng tôi cũng sửa dùng cho rất là nhiều các cái khách hàng của mình, khi mà lựa chọn các cái đối tác hết thời gian bảo hành rồi là họ cũng rút, để gọi lại thì rất là khó, và chúng tôi cũng thật sự là chúng tôi cũng đã sửa dùng rất là nhiều. Và đương nhiên rồi, cái việc mà cạnh tranh giá cả chúng tôi cũng rất là hợp lý. Thì đó là một vài cái chia sẻ của chúng tôi về trong cái buổi live stream ngày hôm nay. Thì tiếp tới đây thì cái ngày thứ năm tới là ngày mùng 9 thì chúng tôi sẽ có một buổi chia sẻ tiếp theo, cũng là về cái live stream về giải pháp quản lý nội dung từ xa cho các ngành nghề. Và đợt này chúng tôi sẽ chia sẻ về cái ngành bán lẻ nước giải khát, thì cũng rất là mong các chị mà có dành chút thời gian để chúng ta có thể là tham dự tiếp ạ. Cũng vào lúc 15:30 anh chị ha. Dạ vâng, rất cảm ơn các anh chị trong cái vừa đã theo dõi cái buổi live ngày hôm nay, và hy vọng rằng là các anh chị có bất cứ một cái câu hỏi nào, bất cứ một cái thắc mắc nào, thì anh chị có thể là để lại cái lời nhắn, và có thể là truy cập vào cái trang web và trang fanpage của chúng tôi là Việt Nam Dio Sanic hay là tvc.vn, thì chúng tôi sẽ giải đáp toàn bộ cho các anh chị ạ. Dạ vâng, rất cảm ơn và xin chào và hẹn gặp lại.